Thưa quý vị và các bạn, do khối không khí lạnh đang trên đà suy yếu, nên Bắc Bộ từ ngày 14 tháng 11 nhiệt độ toàn vùng tăng nhẹ, nhiều nơi có mưa nhỏ vào buổi sáng, trưa chiều trời nắng, độ ẩm không khí cũng tăng lên trên 50% nên đã bớt cảm giác khô hanh. Các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ nhiệt độ có dấu hiệu tăng nhẹ, trời ấm dần, chỉ còn rét về đêm và sáng sớm. Trong khi đó, các tỉnh Trung Bộ đang hứng đợt mưa lớn kéo dài đến cả tuần và tiếp tục có diễn biến phức tạp. Lượng mưa từ nay cho đến ngày 15 tháng 11, cùng thời gian này khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, vùng thấp ven sông. Từ ngày 16 tháng 11, mưa lớn ở khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa còn diễn biến phức tạp.